À, cho nhỏ kìa, nhỏ chạy theo kìa, nhỏ chạy theo kìa, cho nhỏ kìa. Cho nhỏ quọc đây kìa. Ôm bé à, bé kìa, dễ thương không? Quay đồng quay. Chạy theo hả? Cô chưa nhận hả? Chưa. Trời ơi, mệt, cô tội nghiệp cô kìa. Cai bạch đi, con cáo đông. No. Ok, bà con đang chuẩn bị hôm nay đi cho phai cao nữa nè các bạn ơi. Phương tiếp tục đi quay phim và đưa tin cho các bạn xem nha. Phai cao đi, phai cao cho đi. Mua một tặng hai đi. Mua một tặng hai không tính tiền nha. Quá à, khoai cao bán quá đắt rồi. Mới vừa ha, tách lại cái là quá đắt rồi. Rồi, tiếp tục. Khoai cao đây bà con ơi, khoai cao không đồng nè, ai ăn ra lấy bà con ơi. Bà con ơi, khoai cao đây, mua một tặng một, tính tiền không đồng. Ừ đúng rồi, xuống cái mấy bà già cái con đem vô vậy đó. Đưa cứng, đưa cứng. Rồi. Đừng đưa cho anh ta. Ờ, có hai chú này lính tiếp rồi nè. Ờ vô máng lên, đưa máng lên đó chú, đưa lên gì đó. Nè là lấy cho cô, lấy cô. Quá đắt rồi, bán quá đắt rồi. Phải cao cô bác ơi, ai ăn phải cao cái nhận phải cao cô bác ơi. Đi đi. Ai ăn phải cao lấy phải cao bà con ơi. Máng lên rồi. Thôi im. Rồi ok lên. Bỏ nhà. Thật sự bà con ở đây sống cảm thấy Phương cảm nhận được rất là hạnh phúc luôn cô bác ơi. Hạnh phúc gì là sống được trong cái sự yêu thương, trong cái tình chia sẻ, sẻ chia của nhau. Đồ ăn thì bà con cho nhau liền liền, giúp nhau hết mình.
thật sự là Phương sống ở đây là Phương không sợ đói luôn các bạn ơi. Không. Phai cô bác ơi. Phai cao miễn phí cô bác ơi. Dạ không đồng dạ. Quá tội nghiệp chú này ổng lăn xăng hết đi. Phai nè cô bác ơi, phai cao cô bác ơi. Phai nè bà con ơi, mãi vô bà con ơi. Bỏ nhà đi. Con ăn hết chưa, lấy thảo bà con ơi. Phai cao bà con ơi, mãi vô, phai cao không đồng bà con ơi. Phai cao không quên không đồng. Con lấy bà con. Lấy đi con. không đồng, lấy đi bà con ơi. Bán quá đắt rồi các bạn ơi. Không đồng quá đắt rồi các bạn ơi. Một quốc gia là con bọc à. Một quốc gia. Rồi, phai cao không đồng, mãi vô bà con ơi. Rồi, quá đắt rồi các bạn ơi. Cho nhỏ kìa, nhỏ chạy theo kìa, nhỏ chạy theo kìa, cho nhỏ kìa. Cho nhỏ bọc kìa. Ôi, bé kìa, dễ thương không? Cho bà cụ một phai nè, Rồi, đưa cho bà cụ, ăn bọc. Đưa bà cụ không? Đưa lấy đi cụ, Dạ, lấy đi cụ. Dạ. Thôi 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 chậm lại đây còn hai ba người nè. Đưa hai bọc ơi. Đưa nó nhỏ, ừ chạy sao đi, ổng chạy trước, ổng chạy sau đi. Kìa còn hai ba hộ kìa, người ta chạy lỡ kìa. Nghe nói cho ba bọc đồ, tại gia đình ba người đó. Không, mở một hộ là có một bọc nè. Không bọc. Mấy hộ, một hộ, một bọc. Xin ba bọc. Rồi, đưa đi. Chưa, chị bọc. Đưa đi, hết sớm gì đâu. Don't go.
Bà cao nè cưng. Bà cao ơi, bà con ơi. Cho con bé, bé à. Phải bà con ơi. Bà con ơi, dắt trưa này nhín thời gian ngủ trưa. Để đâu bà con ơi. Chạy thấy mệt quá. Phải đồng quay. Chạy theo rồi, cô chưa nhận hả? Chưa. Trời ơi, mệt, cô tăng nghiệp cô kìa. Cai bạch đi, con cháu đông. No. Mỗi một gia đình là một bọc. Mệt tim là chạy thử mà. Hết rồi các bạn ơi, quá đắt quá im. Bà 2, bà 7, bà 2 gì đó rồi cứ đưa hết đi. Cái nút da là một cọc. Cái nút da bà 2 đâu rồi, có bà 8 không vậy? Bà 8 rồi, cho bà 8 nữa. Không. Cô có chưa cô, nhường cho bên đây người ta chưa có. Ba nhà chứ không phải đâu, mình tôi. Nhận đó một đó có chưa? Ai ai lấy rồi thôi nghe, còn có hai bọc để vừa cho bà. Còn hai bọc. Đây cho chưa có đó, cho nó đi. Cho thằng đây, tại có cho bà rồi hai thằng luôn. Rồi đã xong luôn hết luôn đó. Rồi lên xe về luôn. Lên đường. Xin ngõ này dưới này cho luôn. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ bấm nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của Phương. Xin chào tạm biệt và chúc các bạn thật nhiều sức khỏe.